Em rất là hay quên, mọi người gọi hành áo cá vàng. Cái đó cũng là một cái điểm mạnh của em, bởi vì là em không có nhớ lâu cho nên không có giận lâu á. Nhưng mà bị cái là em cứ đi tìm chìa khóa, điện thoại, giấy tờ, chứng minh nhân dân tìm suốt. Trời ơi, có ngày nào quên tên bạn trai chưa? Lộn tên người này kêu tên người kia chưa? Dạ cũng đôi ba lần. Chào bạn trai, nãy giờ đợi chị Tường lâu chưa? Dạ lâu rồi chị. Sốt ruột không? Dạ em hơi ngạt thở. Hơi ngạt thở đúng không? Cái cảm giác mà bị che lại, bịt mặt lại rất là khó chịu thưa quý vị. Và ngồi ở đây mà đang chờ đợi người bạn gái của mình, không biết cô ấy ra sao nữa, càng hồi hộp hơn nữa. Tôi thông cảm với bạn, nhưng bạn cứ chờ tiếp đi nha. Chỉ đợi xíu thôi, tôi sẽ ra dẫn bạn gái của em vào nha. Dạ chị. Rồi chờ em gái đi theo chị vô. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 là ngồi ghế thôi. Rồi trên bàn. Rồi chúng ta có thể tháo mặt nạ ra được rồi đó hai bạn ơi. Rồi. Dạ em chào chị Thương. Em xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Vũ Hoàng Sơn, em đến từ Bình Phước và hiện tại em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là em đang làm marketing manager cho thương hiệu chính là Happy Water. Em làm việc ở quận Nhất. Quận Nhất? Dạ. Rồi ở đâu? Gò Vấp. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ hôm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Chào chị Cát Tường. Chào bạn trai bên kia trái tim. Em tên là Như, em 26 tuổi, yếu một xíu. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Và quê mình quê ở đâu ở Bình Thuận chị? Quê Bình Thuận. Giờ mình đang sống và làm việc ở đâu? Dạ em đang sống ở Thủ Đức và làm việc ở Bình Thạnh. Sống ở Thủ Đức, làm việc ở Bình Thạnh. Dạ. Rồi. Những cái điểm mạnh điểm yếu của em trong cuộc sống, trong công việc là gì? Cái những điểm mạnh của em cũng là những điểm yếu của em luôn. Thứ nhất là em rất là hay quên, mọi người gọi hành áo cá vàng. Cái đó cũng là một cái điểm mạnh của em, bởi vì là em không có nhớ lâu cho nên không có giận lâu á. Nhưng mà bị cái là em cứ đi tìm chìa khóa, điện thoại, giấy tờ, chứng minh nhân dân tìm suốt. Trời ơi, có ngày nào quên tên bạn trai chưa? Lộn tên người này kêu tên người kia chưa? Dạ cũng đôi ba lần. Trời ơi, đôi ba lần. Rồi, thế mình có tật xấu gì không em? Em không có nhiều đâu, nhưng mà khuyết điểm thì có đó. Khuyết điểm gì? Em tuy là con trai nhưng mà em lại không biết giết gà vịt. Và em rất là sợ rắn rết. Những con vật mà nó không có chân và nó quá nhiều chân thì em rất là sợ. Bò sát ha? Dạ đúng rồi, em không dám cầm vào nó. Anh có thể yên tâm mà em không có sợ mấy con đó. Gì, rắn rết không sợ luôn hả? Dạ thì em nói chung là kiểu như tấn công mình thì mình sợ. Còn mình thường nhìn thì em cũng không sợ lắm, em chỉ sợ chuột thôi. Còn làm gà làm vịt được không? Em không có sợ làm nhưng mẹ không cho làm, mà kêu là con gái mà làm mấy cái đó thì nói chung là sao sao đó nên không cho làm. Mà có một lần em thử làm, lúc mà em đi ra thì con gà mất tiêu. Em cắt tiết xong rồi nó đi mất tiêu. Tụi em không biết làm cắt ổ gà xong rồi đứng dậy đi, con gà mất tiêu. Dạ. Có nghĩa là em cắt nó chưa có đứt. Là lần đầu tiên mà chị, như sau này rút kinh nghiệm là cứ ra tiệm làm cho chắc ăn. Thôi vô tình trường đi. Tình yêu em sao cưng? Từ đó tới giờ nếu mà tính chắc cũng 2 hoặc 3 mối tình gì đó, nhưng mà nó cũng không tới đâu hết. Rồi lý do tại sao chia tay? Dạ nó không có lý do gì cụ thể chị, giống như là mỗi đứa học mỗi khác nhau rồi tự nhiên nó xa nhau thôi. Thật ra ai trong trải qua cái tuổi thơ cũng có những cái mối tình như vậy, nó rất đẹp, cũng không có gì để giận hờn nhau, nhưng mà lại cuối cùng vẫn chia tay. Dạ. Còn em? Dạ em thì cũng khá lớn tuổi cho nên là cũng có nhiều mối tình. Nhưng mà có những cái mối tình nó vương vấn đến em đến bây giờ. Một mối tình vào thời học sinh. Khi tụi em lớn lên thì hình như nó cũng nhạt dần nên em cũng không nhớ gì đến nữa. Em có cái tài lẻ gì trong cuộc sống không? Đi cô gái phải có một chút tài năng chứ. Dạ em thì nhiều tài lắm. Ví dụ? Ca hát, đàn, chơi sáo, đánh trống. Wow. Vẽ vời. Rồi vậy thôi hát đi ha, là đơn giản nhất. Hãy hát một bài tặng bạn gái bên này. Ok không em? Dạ em đang chú ý lắng nghe đây. Đang chú ý lắng nghe đây, cho anh ấy một tràng pháo tay khích lệ. Em sẽ hát một bài hát kèm theo lời nhắn nhủ đến bạn gái được không ạ? Được. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng cần lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ người ghé qua, cười thân tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dại, có lẽ đã yêu lần hai. Dạ hết rồi. Lần này không biết lần mấy rồi nha. Dạ em xin gửi tặng bạn một đoạn bài hát. Khi gặp nhau tình yêu hé lớn,
nụ cười nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng, bao mộng mơ ước muốn luôn làm anh vui, lòng thầm mang ơn trời đã cho em gặp anh. Hay, được. Cặp đôi này không có sợ đói, người biết đàn, người biết hát. Em ước muốn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào? Bây giờ mà gặp mà mình thích thì nó sẽ thích, nó sẽ nói chung là nó không cần có một nghĩa cái... là em quan trọng ở cái lần đầu gặp mặt. Dạ đúng, em quan trọng cái ấn tượng đầu đó. Về ngoại hình đó thì hơi tròn tròn xíu, nhưng mà quần jean hả áo sơ mi, nói chung là cũng gọn gàng sẽ, với lại cái móng tay á chị. Em không thích con trai để móng tay dài. Tay ơi. Sao dài vậy? Dạ em chơi đàn guitar nên bắt buộc em phải đẹp. Một bàn ngắn, một bàn dài. Dạ. Cái bàn bấm thì ngắn nhưng cái bàn móc là phải dài. Dạ. Thông cảm nha, tại vì người ta nghệ sĩ, ta phải đờn. Không, nhưng mà gặp mà ấn tượng tốt thì tất cả đều không có ý nghĩa. Đó là mình đưa ra cái chuẩn vậy thôi. Còn dạ, gì nữa không? Nói tiếp. Về tính cách đó thì muốn gặp một bạn trai mà có thể lắng nghe em, chịu đựng được em hay suy nghĩ xíu, em hay nói chung là tính nhà vu vơ. Không sao cả, phụ dạ, nữ nhưng mà bù lại cái là em có thể nấu ăn ngon cho nên là bạn không sợ đói. Được. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Một cô gái dễ thương, hát hay. Vừa rồi là bạn ấy hát rất là hay và em rất là thích. Nấu điều ăn, gì em không thích ở người bạn gái? Một người bạn gái áp đặt như là anh muốn quen em anh phải thế này thế này thế này thế này, là giống chị quá vậy. Người đó chỉ có chị thôi, không có ai đâu, đừng lo. Vậy thì đừng giống chị Cát Tường nha em. Mai mốt em định lập nghiệp ở đâu nếu mà khi kết hôn? Dạ cái mục tiêu của em là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Thế bây giờ chị Tường sẽ mở cái cửa trái tim này ra để cho hai bạn có thể trực tiếp trò chuyện với nhau. Mơ mùa thành phố. Dạ có bó hoa gửi tặng bạn nha. Cảm ơn anh ạ. Dạ em có món quà nhỏ tặng cho anh luôn. Cũng là hoa luôn. Cái hoa thiệt, cái hoa giả nha. Dạ cảm ơn dạ, nha. Dạ hoa thiệt luôn á chị. Trời cái bó hoa thiệt mà chị tưởng hoa giả chứ. Chào anh. Thạch thảo. Tím là tên của loài hoa này ạ. Nó có ý nghĩa là lưu luyến khi chia tay. Mong rằng sau cuộc gặp đầu tiên này, dù bấm hay không bấm, chúng ta sẽ có một kỷ niệm, một trải nghiệm đẹp, có gì đó lưu luyến. Chúc em một ngày vui vẻ. Chắc chắn là em đã có lưu luyến với bạn rồi. Bây giờ chị Tường sẽ có một cái trò chơi nhỏ với hai bạn. Trên tay chị Tường là những cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu, có thể là mình chia sẻ với đối phương hoặc là mình yêu cầu đối phương làm một cái điều gì đó. Dạ được. Dạ. Mời em gái. Màu hồng. Nụ hôn đầu của anh là vào năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Nụ hôn đầu của anh chắc là lúc đó anh 20 tuổi và như ở Sài Gòn thì phải. Sinh viên năm thứ hai. Sinh viên năm thứ hai có được nụ hôn đầu. Cẩn thận cái bị gạt. Em suy nghĩ sao về tình một đêm và em có sẵn sàng thử hay không? Em không có đồng tình với cái việc tình một đêm. Cái việc đó thì con gái sẽ thiệt thòi hơn. Nếu như mà ấy thì mình phải cần phải biết cân nhắc và giữ gìn bản thân. Thật ra hai bạn này có một cái sự trùng hợp với nhau ha. Bốc hai câu hỏi nhưng mà thật sự ý nghĩa nó cũng tương tự như nhau. Và các bạn qua những câu hỏi như vậy các bạn cũng phần nào hiểu được ý của đối phương rồi. Thôi bây giờ đến phần quan trọng ngày hôm nay, đó là có thực với vật được đạo. Bây giờ phải ăn cái đã. Dạ. Thì Tường đã có chuẩn bị sẵn, có gọi sẵn cho hai bạn từ cái quán thức ăn nhanh Mr. Stick ở 219 Đề Thám. Món mà cái Tường chọn cho hai bạn ngày hôm nay đó là cơm bò chua ngọt và mì bò cay. Xin mời lên đồ ăn. Mời hai bạn, đây là món cơm bò chua ngọt và mì bò cay. Ăn nếu mà mình thấy ngon, mình có thể mai mốt mình đi chơi đâu đó, mình đi picnic gì đó, mình cứ cần điện thoại thôi 0286275469. 15-20 phút sau đồ ăn sẽ tới tận nơi còn nóng hổi cho mình luôn. Ăn thiệt no bụng và phải tâm sự với nhau nha. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Chào chị. Ăn tự nhiên nha cưng. Dạ. Dạ em làm dấu, em có đạo á. Anh có làm dấu nha. Ủa anh cũng có đạo. Anh cũng là đạo Thiên Chúa. Rất rất vui vì gặp một cô gái cùng đạo với anh. Ồ, anh có thích đi du lịch không? Anh mời em qua Tết đi du lịch nha. Có hứng thú đi không? Dạ có, em cũng thích đi du lịch lắm. Nếu như em có hứng thú muốn về đó để đi du lịch thì anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em ở Bình Phước. Đây rất là trong chưa. Anh sẽ chủ động liên lạc cho em và em muốn gặp giờ nào thì anh sẽ gặp em giờ đó. Dạ. Hôm nay là lần đầu tiên ăn cái món này. Em cũng lần đầu tiên luôn. Anh rất kém trong ẩm thực. Chẳng hạn như anh dẫn em đi đâu đó thì để chọn món ăn hay là ăn cái gì chắc anh không biết đâu. Để em. Em thấy nhà anh là một người như thế nào? Em nghĩ là anh sẽ hơi tròn tròn xíu. Tròn tròn hả? Dạ, nhưng mà mở ra thì cũng vẫn ấn tượng, còn ấn tượng. Mùi vị như thế nào? Lạ lạ nhưng mà ngon.
Làm dâu được không? Dạ thì em nghĩ là được, nhưng mà em cũng hơi sợ. Em nghĩ bao lâu nữa thì em phù hợp với hôn nhân? Một hoặc hai năm nữa. Cuối năm nay hoặc là năm sau cũng được, tại vì em cũng đã sát nút 30 rồi. Nhưng mà đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn nhân chưa? Dạ em đã chuẩn bị tinh thần. Tinh thần? Rồi lấy vợ mà tinh thần không đâu có đủ. Đến tuổi này là em phải có rồi chứ. Từ khi em 18 tuổi em đã độc lập. Rồi bây giờ chúng ta đã có quá nhiều thời gian để tâm sự rồi, ăn uống cùng nhau rồi. Bây giờ đến giây phút chúng ta có thể nói, thổ lộ cái cảm xúc của mình dành cho người đối phương. Cách đây khoảng nửa năm trời thì anh có vô tình đến một cái form đăng ký vào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và quên luôn. Thì không ngờ là đến thời điểm này thì chương trình đã liên hệ và anh không chần chừ. Anh nghĩ rằng là nơi này sẽ cho anh gặp được một người con gái phù hợp với mình. Và hôm nay anh gặp em đó là một điều may mắn của anh. Anh hy vọng rằng có thể cùng em nhiều thời gian hơn nữa để chúng ta có thể gắn lại với nhau, trở thành những cặp trẻ yêu thương nhau và tiến xa hơn nữa là đến hôn nhân. Trong lòng em đã có xao xuyến, đã có sự rung động gì chưa? Dạ có, tại vì cô ấy có đôi mắt rất là đẹp. Rồi cảm ơn em. Thế em gái? Dạ thì trước đây thì nói chung là em có gặp nhiều người, có thể là không đúng người, có thể đúng người mà không đúng thời điểm. Nhưng mà bây giờ em hy vọng và em nghĩ bằng cái ánh nhìn đầu tiên thì em nghĩ đây là đúng, em có thể hy vọng là đây là vừa đúng người vừa đúng thời điểm để không phải hối tiếc gì thêm. Hy vọng cái điều cảm nhận của hai bạn, cái điều chia sẻ của hai bạn là sự thật. Bây giờ thì đến thời phút quan trọng nhất, hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này. Trái tim ta rung động thật sự chúng ta mới bấm nút nha các bạn. Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. 1 2 3. Hết thời gian. Rất đẹp đôi. Hãy nắm tay nhau. Hy vọng những gì mà từ nãy giờ hai em chia sẻ đều là những cái cảm xúc chân thành nhất. Bởi vì nhiều khi có những cặp đôi lên đây họ bấm nút vì họ lịch sự, điều đó chúng tôi hoàn toàn phản đối. Hãy tìm hiểu nhau, hãy dìu nhắc nhau và nhanh chóng có thể về chung một nhà. Dạ cảm ơn. Chúc chị. Hai bạn hạnh phúc. Dạ cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chương trình. Và bây giờ thay mặt cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng để các bạn có một không gian xem phim thật ấm cúng và lãng mạn.